trấn thủ Nghệ An quan hoàng mười, trấn thủ Nghệ An về huyện Thiên Bản làm quan trong đất phủ dày. Quần tiên mà nghe tin ông mười tới thiên duyên, tranh lòng tư vấn tiên. Vân tiên mượn cánh chim hồng mì quan hoàng soi tỏ, xin quan hoàng soi tỏ tấc lòng cho trăng dịp cầu. Cầu đêm bắc sông ngân đi hoàng về ngày hôm nay, thì bóng hoàng về đèn nhang hương khói sớm khuya phục thờ chân kinh có chữ Nam Mô A Di Đà Phật ni hoàng vô ngự đồng phép hoàng lục trí thần thông. Kiều thình Đức Hoàng mười giáng lâm, tể tay thiên chuộc chén rượu đào. Nhất tuần sơ dâng lên bệ ngọc các cô dâng mời, là mời chuốc quan hoàng sơi a sơi, chuốc quan hoàng sơi. Tay tiên đi chúc chén rượu đào, nhị tuần nâng lên bề ngọc nghe các cô
đừng mời cô là mời rước quan hoàng rơi à rơi rước quan hoàng sơn. Tay tiên chuốc chén rượu đào dâng tam tuần chung dâng lên bệ ngọc các cô dâng mời là mời chuốc quan hoàng rơi ta à, rơi chuốc quan hoàng tưởng người anh kiệt gương xưa chỉ lầm liệt văn vò ai có chưa yêu được hướng dẫn quyết bảo vệ sơn hà cho dân no ấm cho được bình bấy lâu nay họ nguyện con nhất tâm bắc ghế đền chí mưu để thỏa mong bao tháng ngày khỏi to ngơ khỏi tòa mây bay huế nở hay hay đêm ngày nước chảy từ ba chỉ bay hết thầy thu đông
Bắc Nam xin lộc đến ông. Người đi mà ngược dòng, ngược dòng làm sao? Trong đền vàng nguy nga, nhang khói bay cùng đàn dâng tiếng ca. Cầu cho bách gia theo về, đèn chỉ mỉu họ Nguyễn con Loan ra. Hoàng ban tài cho ghế ông, cho muôn dân trong Nam Việt được bình an. Chúc cho ghế hoàng bóng đẹp đông sang, buôn bán phát tài trong gia đình cháu con bình an. Nay tài lộc hoàng ban cho các ghế trên trần gian, cho pháp sư văn đàn, bốn nàng hầu dân họ Nguyễn nhất tâm. Hoàng gia vui, vui với đồng, vui với đèn, vui với đời hoàng, vui tiếng cười. Quan hoàng ngây ngất, ngất ngây tâm hồn nơi cõi trần gian. Chúc cho ghế hoàng bóng đẹp đông sang. Thành ra